mẹ luôn đầu sừng. Hôm nay nó đánh thì khó ăn rồi. Cửa trên là con bùn nhá anh em. Cửa trên là bùn đấy. Cái kê chuột quá nhỉ. Thịt mà giá đánh còn có còn lao vào dám đòi chấp à, chấp năm mẹ mẹ vớ vẩn chết thật đấy, không thể đùa đâu. Cửa dưới đây này thịt mẹ đang mạnh lắm ạ. Nào, chấp à. Giờ này đánh bằng không ai dám chấp nữa rồi. Giờ ai dám chấp nữa. Nó đã đánh như này là địt mẹ không đùa. Nó đánh bằng là nguy hiểm cơ mà, chấp thì nó chỉ là 50-50. Đánh thì tao phải lấy con thành 1 triệu. Tao phải lấy thành con thành 1 triệu. Mẹ châu này dám chấp 5 mà. Địt mẹ. Đấy, cố lên, xin cố lên. Cố lên, cố lên. Đúng rồi. Bao nhiêu ra? Hôm nọ là không đánh được đuổi nó sung hơn rồi. Vỡ mất đầu sừng con kia. Nó cũng đánh thấp nhỉ. Đấy, bảo chứ bảo to hơn dài hơn nên nó vào đứng nhìn biết đi rồi. Châu Anh vẫn hay to hơn, con kia nó chỉ chấm châu thôi. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Ô lên. Ô. Đấy, đấy, đấy. Mơ vẩn cửa dưới ăn đấy, phải đùa. Cửa dưới hôm nay đánh kinh đấy, phải đùa. Vỡ kiểu này sừng nó mới buốt ấy. Đẩy đi. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Trừ, đái ra quần rồi. Cửa trên là con bẩn hơn nhá. À con trắng trắng này. Cửa dưới là con khô khô này. Đây cửa trên quay đít đây. Này chấp vì cái ác ấy nhá. Đánh bằng luôn. Nó mà cứ kỳ này khó ăn lắm. Nó đánh bình tĩnh cứ bị kẻ trao. Đánh đi. Châu này nó vừa báo phát. Đấy, cố lên, tít cố lên. Tít cố lên. Chưa đánh bên thêm rồi. Cố lên. Bây giờ chỉ bị nó dê được con kia. Anh ba bảng anh ba rồi. Có thằng ba bảng mắt rốt. Hai con đều vào mắt rồi. Anh em có đánh bàn còn tiền nhá. Không sợ đâu, châu nó non. Sớm muộn chả ra đi mà. Tại gì? Tí. Vào mắt một phát rồi. Số 1 là con quay đít về đây này. Số 2 là con bẩn kia kìa. Ok ok. Ôi ôi. Vào mắt một phát rồi. À săn mắt rồi kìa. Ôi 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 mấy phát rồi mi mắt nhỉ. Đúng rồi. Ghi xuống nào.
Đấy, đi đi thế. Đi ra hồ. Để nó xuống. Đi hồ. Ra hồ đi. Chúng đi về đi bắt cây. Hay. Cố lên. Ui. Cố lên. Cố lên. Ồ, sân nhà không phải đùa hai con này. Quá hay luôn. Không thấy 2.5 nữa rồi. Mày muốn ở với anh Mạnh phải lâu rồi này, phải thắng. Cười, cười, cứ thế. Cứ ra nào. Không chơi nó nhả con này. Bình tĩnh. Hả? Bình tĩnh, bình tĩnh. Không phải sát đâu, không phải sát. Không phải sát. Không phải sát đâu. Đúng. Cứ đánh như này, cửa trên vớ vẩn đi thật. Đánh như này, cổ em to lên được. Ôi trời ơi, địt mẹ đánh sợ nhờ. Phải đùa. Vỡ mất bên sừng rồi. Ôi trời ơi, địt mẹ nó đóng. Cửa dưới nó đóng cho để ô. Đúng rồi, bước vào đúng rồi, đẩy đi. Không bây giờ ra con này, ấn ra, lút ra, ấn vào. Đây vào, để lắm. Đúng, đúng, bình tĩnh, đúng. 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 Ra bắt ra đúng. Ra luôn đi. Nó dài hơn. Hay lắm. Đúng, đúng. Lên đi. Lên cho anh. Mẹ tráng sao được. Đánh đi, tiết cố lên. Anh ở đằng sau đây thôi. Cố lên. Thôi, thôi. Cứ giữ như thế nào. Về sức thì ta không lo ngại gì về mày rồi, địt mày cầy kéo tốt thế cơ mà. Đúng. Đấy à, mày không phải ngại. Cố gắng lên tít nhá. Anh ở đằng sau này rồi. Cửa dưới đính nhiều phát mắt phết rồi, gần mi mắt nhỉ. Con Mạnh đau hơn nhiều không? Đau. Đau không sao? Đau nó mới đánh. Đau nó mới xoay rồi. Nó cay rồi. Xoay đi. Đánh đi. Không sao. Tít cố lên. Tít cố lên đúng rồi, đúng. Hay lắm. Lên đi. Anh thích lối của mày rồi đấy. Ô. Cố lên. Không sao. Cái xa mắt lắm. Ấy, rồi. Đúng rồi, xoay đi. Xoay. Nãy em tưởng nó báo thật ý. Báo gì? Một lâu rồi báo. Không, đang vào con già kìa. Đánh đi, đúng. Vào mắt, vậy mày ăn mắt tao. Cố lên, cố lên. Ôi, ôi. Đúng rồi, cố lên. Nó đéo chạy rồi. Hay đấy. Cố lên, tít cố lên. Quay. Kèo này 1.5 thì ác rồi. Đi đâu, cố lên, đừng lùi. Đừng lùi. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Ôi giời, ôi giời. Hay đấy. Giờ nó say đòn rồi. Cố lên.
cao vào mẹ mắt rồi. Đây bây giờ đang đánh cao. Bây giờ nó đang ấy rồi đấy. Đang mệt rồi đây. Đang tầm cao bây giờ hết thấp rồi, vào mắt này. Phát rồi. Mấy phát gần đi rồi. Sớm muộn nó vào mắt rồi. Bây giờ này. Cao bây giờ dê nó cao rồi. Đã sắp à? Dê đó rồi, nó gần đầu rồi. Sớm muộn nó vào mắt. Nếu mà vào mắt thì vừa lấy nó vào rồi, trâu này chưa tới mắt được. Nếu mà đánh hở thì mới vào được thôi, còn không vào được. Nếu mà vào mắt đặt cái phải vào luôn. Nó khỏe đấy. Ôi giời, nó đánh thấp chưa? Nói chung hiện tại bây giờ là hai con đều dắt bộ, được gọi là sân nhà hết rồi. Nhưng con quay đít về đây thì mới về, con kia thì ở lâu rồi. Ui nó lốc nhờ. Ôi đi đi, đít đấy đi. Đi đâu? Bỏ thì chưa bỏ được. Bây giờ hai con bây giờ nó là dắt bộ rồi. Con này cáng đéo lên được con mình ấy. Dám biết cáng. Châu chú sừng nó không có độ vòng. Không phải sừng nó ngắn. Không phải nó cáng phát thì con kia nó mắc vào đấy rồi là không. Sừng nó be đấy. Đúng rồi. Sừng nó. Ra rồi, ra rồi. Rồi, đây anh kia được cả. Rạch con kia tung lù. Ôi chẳng lên. Nếu mà có sừng thì con này tung lù. Tung lù. Con non này nó hăng lên, hăng lên, sung lên. Mày á? Bây giờ là con nào thua lực con nó ăn thôi. Hơn được con nó ăn thôi. Không sợ. Nó vào mắt mới sợ vào mi. Dịch ra mi mắt tí đừng vào mắt. Đúng, đúng ra thôi bà. Ôi ôi. Ui giời ơi, thịt mẹ nó vả. Ui giời ơi, thịt cả giữa chán rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó đóng ác nhỉ. Nhưng mà đóng vào sừng của nó, chùm nhẹ sừng. Vào chán kia kìa, đóng vào chán. Đấy, ui. Sừng ngắn ngắn đánh với lại khá hay. Cứ giữa chán nó đóng. Mau lên. Nó không chơi nhả đâu, con tít thì không chơi nhả đâu. Đứng nhả, đứng nhả, tít đứng nhả. Ôi ôi ôi, vả. Cứ giữa chán nó vả thì hỏng rồi. Nó cứ làm cho ba phát thì mẹ mày u bắt đi. Bình tĩnh, tít bình tĩnh. Bình tĩnh. Thầy lắm. Mẹ sợ tất. Vỡ sừng con mình non quá. Châu Thành bây giờ cũng thở kinh rồi. Châu Thành bây giờ thở ác hơn kìa. Mấy phát như thế nào? Con kia thở ác hơn. Con kia thả rút luôn rồi. Đẩy đi, đẩy đi tí đây. Tí đẩy con chắc luôn. Tí đẩy con sợ. Thôi con mạnh mà đánh như ở dưới đường tí nhỉ. Con này tí nước con mạnh thắng ngay. Con kia không thiếu nước, không chơi thiếu nước. Giữ sức kìa. Giữ sức, giữ sức. Ăn hay không cứ phải sau trận mới biết được. Hay lắm. Đánh đi, thi đánh đi. Ôi, Châu Thành rời đầu rồi. Cửa trên đường đang rời đầu rồi kìa. Đang rời đấy. Cửa trên đang rời. Hay lắm. Chớp à. Mày hôm nay không làm tao thất vọng đâu đấy. Đưa dân xuất đi. Đánh đi. Đi đi. Ôi giời ơi. Sợ nhé. Sao bảo em, cho nó móc, phơ bả. Tốt rồi, nào cho xin mà gai tàu phớ. Đấy, cứ nick kiểu này thì ghê lắm. Mày đánh như này. Bị thế mà, đứng xuống đây. Không đưa. Con này lùi rồi. Đứng xuống đây không phải đâu. Con này và con này o này là đi rồi.
Thấy nó còn thở hơn cho ông Mạnh rồi đấy. Thở nhiều. Nước xúc vào đây. Không tưới nước con này đi à. Không tưới nước con này. Tịnh sao chạy rồi, bên dưới đây. Gai nhỉ. Sân nhà, đúng rồi, đéo đùa được với sân nhà nha. Không sợ đâu, về dưới đây. Bố lên. Mang xuống nữa rồi, em nó vào. Bác sao bảo ơi. Bác sao bảo dưới xuống đi. 15 phút rồi cố lên em ơi, còn 5 phút thôi. Quá hay. Sao trận châu. Quá hay, thắng thua xứng đáng. Mỗi tội là chấp hơi sâu. Chưa thấy con kia đánh bao giờ. Bố lên đúng rồi. Con non tí hết lực mà. Đúng rồi. Lên đây. Lên. Em mạnh tí nó hết lực. Các bạn em mạnh nha. Anh thơm thuộc tí đánh thơm thuộc. Tài má công má. Đúng. Mày. Lộc giờ nó đẩy. Nhưng mà đẩy này tí này mất được nhanh thôi. Đúng. Ừ. Hay lắm, cá lên. Hay đéo châu bên kia cáng châu mình như hay đéo. Châu người ta cáng châu mình cứ bảo hay. Nó thấy hay thế này cơ mà. Quá hay đi. Con to còn có 2.5 không nhỉ? Ăn thêm mấy giờ. Bằng bây giờ bố còn sắp đi cửa dưới hết rồi. Trận này nó tận cửa dưới thắng rồi, không biết trận này như nào đây, mọi trận tận cửa dưới thắng rồi. Đi cố lên. Trận này cửa dưới thắng. Con lên 17 phút rồi. Lấy cửa 25 phút. Còn Mệt đi. Đúng rồi. Mệt rồi. Rồi đánh thân xuống. Ôi. Ôi nó đéo bỏ. Tưởng nó bỏ nó đéo bỏ. Hôm nay làm sao bỏ được. Hôm nay làm sao bỏ. Bỏ mất tiền. Nó nói điều gì? Còn lâu. Hôm nay chưa bao giờ say rồi, bây giờ là say rồi. Say rồi. Vả. Lên, kéo lên. Vả. Vả. Thế là quá đẹp rồi, không phải ngang đi rồi. Trông ông Mạnh à, bây giờ hết lực rồi. Đẩy nhiều quá hết lực. Nó mà đang cố. Đang cố thôi nhỉ. Đang cố. Cứ sống đi thôi mà. Chỉ sợ con trâu này không chịu được thôi. Thôi trông nguyên bản không chịu được. Biết được chân nó đánh tốt. Úi trời ơi. Đánh củ ấy không sao. Sợ vào đầu với vòng mắt. Nguy hiểm quá. Giữ đây, giữ đây. Chập sợ. Giữ đây. Giữ cái gì? Cố lên. Giữ đồng tốc lên bắp. Cố lên. Cố lên. Trận châu này quá hay rồi. Không tưới rồi. Quá hay. Tưới. Mà đây cũng chả có nước mà tưới. Con người không thở. Nì nhá. Cố lên. Tiến cố lên. Ly rồi, tả ly con à. Để sát vào đây. Áp sát vào. Thắng trận này tao không đánh đâu. Đúng rồi. Ăn miếng trả miếng rồi. Địt mẹ móc lên. Cá lên. Rồi, 3 phút mấy con đánh đi. Sắp rồi. Cố đi. Bù được, bù thêm mấy con.
Nếu mà sừng trâu đánh mắt thì vào mắt từ lẫy vào suốt rồi. Vào hết rồi. Không vào mắt được. Chỉ có đánh với thì vào đấy rồi. Một trận như này tao đã đủ tiền lấy mày rồi. Nó cũng đánh vào mi mắt con kia phải ít đâu. Đi chơi thế nào? Cám thế. Đấy. Đấy sắp vào mắt rồi đấy. Vào đi, vào mắt cũng được. Bình tĩnh, tin bình tĩnh. Anh mới chạy rồi. Chuẩn đấy, Mạnh Kỳ Vang nói chuẩn đấy. Chạy nhanh là đứng mù mắt. Mày về nó có loại thuốc mẹ cực mạnh nó xoa rồi đấy. Mày mua ở Thái Lan rồi. Ở Thái Lan. Thái Lan rồi, đúng rồi. Rồi, vả đi. Ôi giời ơi. Kia chả vào gốc sừng trắng héo. Cứ con nào còn lực thì con ấy ăn. Ôi giời ơi. Hay lắm. Nó nếu mà đòn ngang của nó còn mạnh hơn đấy. Ơi. Bịt mẹ nó đéo chạy. Cho nó bật đổ phát là nó biến. Không cáng được đâu. Nó đè đi. Đánh đòn ngang tao. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên, đánh đòn ngang đi. Tít chim xấu à? Còn anh em ơi, đánh đi. Chim tít xấu lắm à? Lên! Ôi giời, lật người ơi! Nam còn anh em ơi! Càng đi tít! Nam còn! Nam á? Ừ. Bây giờ ra xong nó chạy luôn, phí. Anh phà ra à? Ăn thêm hay ra? À vẫn chấp à? Bình tĩnh, tin bình tĩnh. Đúng. Cắn lên, búp. Nếu vả, lưỡi mặt. Hay. Đúng rồi, lừa bên kia tôi rồi. Cho nát hết mặt đi. Trận này là lát hết trâu rồi. Tí nó vào mắt nữa là quả. Đây đánh trước phút. Không chơi tí nước. Không chơi mà mua khác tiền mua còn nhiều. Ôi nó lại cáng lại rồi. Ôi anh chơi đánh vui thôi. Tôi ghép châu biển. Các cháu vào nhau rồi. Năm mới còn anh nhá. Tôi ghép châu chứa. Cái gì đấy? Cắn lên. Chưa chạy đâu, nó chạy từ nãy rồi. Con bé rồi, gọi là hai sân nhà hết. Đúng rồi. Đúng rồi, cứ thế là phải. Cứ như thế. Mà cửa dưới nó vẫn đẩy kinh lắm. Đầu dưới sức. Cố lên. Chắc phải 30 phút. Đúng rồi, chứ như này chứ ta thế nào, đánh hay đánh đẹp, không bao giờ tao bán mày. Đúng rồi, tao chỉ biết tao tư thế cho mày. Thử tao tư thế. Đúng rồi, giữ sức cái nào. Đúng rồi. Địt nó vẫn hàm đòn lắm. Đúng rồi, đánh gọn ngang thôi, giờ to thôi. Hai con đều thở. Đánh đi, đi cố lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Sương lắm. Trận này là trận này là châu ông Mạnh đánh lâu nhất rồi. Đúng rồi. Trận nào đánh 2 phút rồi mà. Vâng. Châu Trình được có 8 phút.
Đào mẹ, tôi tin. Rồi. Nhà còn mấy con trâu cơ mà. Ai nói trước điều gì? Mệt rồi. Ai con đều mệt rồi. Thua lực rồi. Ui ôi, nó vả ra, nó vả tới đâu. Nhưng mà toàn mẹ gốc sừng với chán nó vả lắm. Nó vả tới nó đâu. Châu Thành bây giờ cũng mệt. Thịt mẹ chim nó vẫn đẹp lắm đấy, đùa đâu. Nó sừng không cổ cho đốt thuốc nó làm sừng kém đấy. Bớt sừng đi mới vào được mắt. Châu Thành thì mẹ đánh con trâu này vừa cầm hết rồi mẹ làm sừng kém quá. Ừ. Trông móc nó lại vắt tròn này, vắt vả thì nãy giờ chắc lát hết. Này phải mình làm sừng mẹ quả này chắc cắm vào này. Đục ra. Nó phải vắt cái cạnh đằng trước kia sắc bén thì nó chém thì. Hòa tiền đi. Hòa tiền. Ô địt mẹ. Sân nhà nó đéo bỏ rồi. Úi trời ơi. Sử này nó hóa giải hết rồi. Hóa giải cái gì vậy? Hóa giải sử dụng hết. Không nhìn thấy đường à? Đóng đi. Bây giờ là cứ con nào còn sức con ấy ăn thôi. Hai con đều mệt rồi. Thôi ngừng tầm 5 phút đi. Đánh tiếp. Nó hàm chưa à? Cửa dưới nó hàm chưa à? Đấy đấy. 2 phút, 27 phút rưỡi vào. Đánh ngầu rồi chứ. Đánh cho gan đỡ đau chân. Quá. Trận trời chuyển 30 phút đi ta. Châu này 30 phút. 40 phút đi ta. Sợ 40 phút này thì trời ơi. Rồi. Châu kiếm châu hơi. Bình Châu 200 triệu nó lấy rồi à. Ê Thành này. Bố mày nó gọi nó ra nó gọi mày. Địt tí thua lại hết thôi. Phét mồm Thành. Đấy lùi cũ rồi. Úi thịt mẹ cửa dưới à. Đấy Thành vào 10 phút à. Chấp 10 phút à. Chết luôn rồi. Xa rồi nó đã đánh thì không bao giờ. Xa rồi xa. Con kia nó cũng vào này. Con kia nó cũng vào luôn ấy, nó chẳng qua nó chậm hơn đấy rồi. Thả xa hai con đều lao, không phải đùa. Thật, kéo ra đi. Con dâu mạnh của Vũ ác phết nhỉ. Phát một phát vỡ luôn đầu sừng. Lấy bộ phát đầu tiên. Bộ phát đầu tiên. Luôn đầu sừng ăn ngon lắm. Úi giời ơi, địt mẹ nó mà vả vào mắt thì hỏng đấy. Ra đòn ngang đi. Rút thế nhỉ. Ui ôi. Đẩy đi. Ôi trời ơi, nó bạc áng lại kìa. Cáng lại đấy. Lon bây giờ nó ra đòn kìa. Ô. Cửa trên vớ vẩn thua thật.
Ui giời ơi, địt mẹ quả đấy, sợ nhỉ. Mẹ quả đấy sướng đấy. Quả đấy tát như là búa tát, sợ rồi. Con già chối rồi. Thích mấy đuôi mày à? Thôi già già vớ vẩn đi thật. Già thở giấc rồi. Già thở giấc rồi. Tiền kia tưới nước quen rồi. Ui trời. Móc lên. Móc lên. Móc lên. Bây giờ là cửa trên mệt hơn rồi đấy, đùa. Trận này ai mới được xin 500k. Ui trời ơi. Cứ bả thế. Ôi cứ bả thế. Đấy bả thế chứ mày hở ra để nó bả. Cứ bả thế. Từng dài hơn lên. Cơ ơi bả, ui trời ơi. Đúng rồi. Móc lên. Bình tĩnh. Đúng rồi. Móc lên. Móc lên, móc lên. Ôi móc lên, móc lên. Móc lên, móc lên. Quá đẳng cấp trận châu rồi. Ra đồng quyết định ơi. Quyết định đây em ơi. Ôi ôi nó cáng lại kìa. Chắc tổng được quyết định rồi. Quyết định đi. Cố lên. Lùi. Cố lên phát chạy. Bả đây. Đúng rồi, quyết định đây. Đúng rồi. Quyết định đây. Bả đây. Ui giời ơi. Đẩy lại. Ai con được mệt. Tí nước là nó không mềm. Đúng rồi, nó quen tí nước rồi. Tí cố lên. Nhả ra. Đúng. Xoay đi. Non bây giờ nó cũng ham lắm, đòn nó ham lắm. Non rồi. Tin cố lên. Tin cố lên. Đây hạ xuống. Tin cố lên. Đúng rồi. Mày có bó mà. Đúng. Hai con này vẫn còn quậy đuổi lắm. Phải đánh lâu nhé trận này. Ui trời. Cố lên, anh ở đằng sau rồi. Tít, cố lên. Đúng là cổ động viên đây rồi. Tít cố lên. Không bao giờ chạy, tít không bao giờ chạy. Đúng rồi. Tít cố lên. Tít mẹ dù nằm xuống đây mày phải chơi với tao. Đẩy đi. Tít cố lên. Đẩy đi. Chạy đi đi. Tít cố lên. Tít mẹ mày đéo chạy được kìa. Tít cố lên. Đã chăn trâu được ngày nào chưa của Vũ Ác nhờ. Ôi dồi ôi, nhìn ra nó không báo rồi kìa. Báo mẹ xin rồi. Tít cố lên. Mang tiền về tích gì chẳng được. Cổ động viên ác không? Chủ nhà. Ôi trời ơi. Chạy đi đi mẹ chết rồi già. Tháo rồi đánh như nào. Đi vẫn khỏe lắm. Con trâu cửa dưới mẹ hơi nó còn kín hơn con kia. Chà hỏi gì, con kia thở hơn. Đúng gọi là tít cứ khác. Bây giờ đéo cần cáng gì cần vả thôi. Đóng đi. Thế thôi, bây giờ không cáng nổi rồi, hết sức cáng. Đóng. Ui giời ơi, máu bây giờ bắt đầu chảy rồi. Càng máu ra nhiều càng kháng kính.
Con già này ra một mũi. Ông lên, thi đấu lên. Con nào về một mũi. Ôi, cửa trên thì thở lắm rồi. Biết hơi đấy. Con trâu mạnh kín hơi nhỉ? Chả thấy thở gì cả. Kín hơi mạnh cái gì? Con nhà nó căng lắm. Đây để khoảng 3 năm thì chắc là vô địch thế giới rồi. Vô địch thế giới. Trước này Tiếp vào đây. Ôi, tí nữa vào mắt. Phải đánh lắc khăn vào mắt luôn nhỉ. Mệt rồi, đéo muốn đánh rồi. Ôi giời. Đúng rồi, đúng rồi. Mệt quá. Chán, mệt. Nghĩa là mệt bây giờ không hở. Thè nữa ra rồi con kìa. Nó không há mồm nhưng mà con non mệt lắm rồi. Nhưng mà chứ nó nói chẳng qua kín hơi không kín hơi. Nó mệt đấy. Mệt thì nó đơn nói. Nó chẳng qua là nó kín, nó không hành quá luôn. Mà nào không biết chăm sóc thì mẹ. Ôi, hay lắm. Đứa tỉnh quảng nào phát như thế rồi. Đấy. Tỉnh quảng phát thế là con kia đưa đi đưa người. Tỉnh quảng nào phát thế là rồi. Anh đi từ dưới sang một cổ vũ anh nhé. Ừ, từ dưới nhưng mà. Mấy chấp thì mình cứ. Trận này đánh được anh nhỉ? Quá hay. Quá hay luôn. Quá hay. Con non có thua. Thắng thua vẫn phải xứng đáng. Vẫn xứng đáng. Cửa dưới mà thua thua vẫn là đẹp. Trận này quá hay luôn. Đi mẹ nó thắng nữa nó còn địch mẹ vẻ vang nữa nhưng nó thua kể nó thua nhưng nó mất đấy. Cửa trên thì há hốc mồm con trâu nhà chú mẹ hơi nó có thở tí đéo được đâu. Nó mệt. Đúng rồi, đóng đi. Mệt thì cũng mệt chứ. Nhưng mà nó không hở. Cửa dưới thua rồi.